Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay nha. Vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ bác thợ săn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ bác thợ rèn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Mọi người cùng làm với mình nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cô y tá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé, mọi người theo dõi mình làm nha. Đầu tiên mình sẽ xỏ màu đen nha. Mọi người, đây là phần màu đen đầu tiên của mình nha. Đây là phần màu đen đầu tiên của mình trước vòng mình nha mọi người. Mọi người, đây là bước đầu tiên của mình, màu đen nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiếp tục với lại màu xanh lá cây. Đây là phần thứ hai của mình là màu xanh nha mọi người, màu xanh lá cây. Mọi người ơi, đây mình xỏ tiếp phần màu xanh lá cây rồi nha. Mọi người ơi, đây là phần thứ hai của mình, màu xanh lá cây mình đã nói rồi nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là với màu đỏ nha. Đây nha, đây là phần thứ ba của mình màu đỏ nha mọi người. Mọi người ơi, nên mình xỏ phần màu đỏ vào rồi nha. Mọi người nhìn này, đây là phần màu đỏ của mình. Tiếp tục là mình sẽ xỏ màu tím. Mọi người ơi, đây phần màu tím của mình nhá. Đây là phần màu tím của mình nhá mọi người. Đây là phần màu thứ tư, màu tím của mình nhá mọi người. Bây giờ mình sẽ xỏ hạt chữ nha.
Mọi người ơi, đây, phần này mình đã xỏ xong rồi nha. Mình đã xỏ xong phần vòng của mình rồi. Bây giờ mình sẽ buộc lại với nhau nhé. Mình nối lại nha. Mọi người ơi, đây, chiếc vòng của mình. Mình xỏ xong rồi, bây giờ mình nối lại nha. Mọi người ơi, giờ mình nối màu, nối chiếc vòng của mình lại nha. Giờ mình sẽ trang trí nốt phần vòng của mình nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ trang trí nốt phần vòng của mình nha. Mọi người ơi, mình sắp xong chiếc vòng rồi, bây giờ mình sẽ trang trí nốt nha. Mọi người ơi, đây nha, chiếc vòng của mình đến đây là hoàn thành rồi. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Các bạn ơi, chiếc vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Các bạn ơi, đây, chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Ciao.